Bình Phước gần 900 vận động viên tham gia chinh phục đỉnh Cao Bà Rá. Ngày 6 tháng 1 năm 2023, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức giải vô địch quốc gia Việt giả leo núi chinh phục đỉnh Cao Bà Rá lần thứ 28 năm 2023 tại thị xã Phước Long. Ban tổ chức giải đấu cho biết, tại giải vô địch quốc gia Việt giả leo núi chinh phục đỉnh Cao Bà Rá năm nay có sự tham gia của gần 900 vận động viên của các đại tuyển và phong trào đến từ các đoàn thể thao lớn trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Phước. Theo đó, các vận động viên thi đấu ở 18 nội dung, 8 nội dung hệ nâng cao, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh. Các cự ly gồm nam tuyển 7,7 km, nam trẻ 6 km, nam thiếu niên 4,8 km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4 km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên phong trào 4 km, nam thanh niên 6 km. Các vận động viên chinh phục hơn 1.767 vật đá tam cấp, độ cao 723m của đỉnh núi Bà Rá. Sau thời gian tranh tài sơ nổi, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh, đoàn Bình Phước về đích đầu tiên ở hệ nam tuyển. Điều đặc biệt, ở vận động viên này đây là lần thứ 7 anh trở thành vua leo núi ở nội dung thi. Giơ tay lên, giơ tay lên. Ok, tốt em. Chúc mừng. Đối với danh hiệu nữ hoàng leo núi ở hệ nữ tuyển thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ, đoàn Bình Định. Giải vua leo núi hệ nam trẻ thuộc về vận động viên Bá Văn Hân, đoàn Quân đội, nữ hoàng leo núi hệ tỉnh trẻ thuộc về Nguyễn Thị Ninh, đoàn Quân đội. Riêng giải vua leo núi hệ nam phong trào toàn quốc 10 km thuộc về vận động viên Nguyễn Hoàng Hưng, đoàn Bình Dương và vận động viên Lê Bảo Ngọc, đoàn Khánh Hòa giành danh hiệu nữ hoàng leo núi hệ nữ phong trào toàn quốc 10 km. Ngoài ra, vận động viên Nguyễn Nhân Duy Côi, đoàn Phước Long cũng đã xuất sắc giành giải vua leo núi hệ thanh niên tỉnh Bình Phước và vận động viên Nguyễn Thị Thương, đoàn huyện Bù Gia mập danh giải nữ hoàng leo núi hệ thanh niên tỉnh Bình Phước. Kết thúc giải, ngoài trao các giải cá nhân, ban tổ chức đã trao giải nhất đồng đội nam, nữ trẻ toàn quốc do đoàn Quân đội, đồng đội nam trẻ toàn quốc thuộc về đoàn Gia Lai, đồng đội nữ tuyển thuộc về đoàn Bình Phước. Được biết, giải Việt giả chinh phục đỉnh Cao Bà Rá tại tỉnh Bình Phước từ một sân chơi phong trào dành cho thanh thiếu niên đến năm 2005 trở thành sự kiện thể thao lớn của cả nước và nằm trong hệ thống các môn thi đấu của điền kinh quốc gia. Giải năm nay là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930 đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, 48 năm ngày giải phóng Phước Long, ngày 6 tháng 1 năm 1907, 15 đến ngày 6 tháng 1 năm 2023 và kỷ niệm 26 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước, ngày 1 tháng 1 năm 1997 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023.